Xuất Ai Cập Ký chương 31. Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-át. Chúa phán dạy Môi-se rằng: Này, ta đã chọn Bết-sa-lê-ên, con trai Uri, cháu Hư-rơ thuộc chi tộc Juda, và ta đã cho người này đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, với tài khéo léo, khả năng và hiểu biết trong ngành thủ công nghệ, để vẽ kiểu và chế tạo các món bằng vàng, bạc và đồng, để cắt và nhận ngọc, để chạm gỗ và làm các loại thủ công nghệ. Ngoài ra, ta cũng chỉ định Oholiab, con trai Ahisamạc, thuộc chi tộc Dan, để làm phụ tá cho Bết-sa-lê-ên. Ta cũng ban tài năng cho các thợ khéo để họ thực hiện mọi thứ ta đã truyền dạy cho, kể cả trại hội kiến, dương giao ước với nắp chuộc tội, đậy trên rương và tất cả mọi dụng cụ khác trong đền, gồm có bàn và các món dụng cụ, chân đèn bằng vàng ròng và các món dụng cụ, bàn thờ dâng hương, bàn thờ dâng của lễ thiêu và các món phụ tùng, bồn nước và chân bồn, cũng như các thứ áo lễ, bộ áo lễ thánh cho thầy tế lễ Aaron, các bộ áo lễ cho các con trai người, khi những người này thi hành chức tế lễ, sức dầu thánh và hương thánh cho lơi thánh, họ phải thực hiện các món này đúng theo mạng lệnh ta đã truyền cho con. Luật ngày Sa-bát. Chúa phán dạy Môi-se rằng: Con hãy truyền mạng lệnh này cho dân Israel. Các ngươi phải giữ ngày Sa-bát của ta. Đây là một dấu hiệu giữa ta và các ngươi, từ thế hệ này sang thế hệ khác, để các ngươi biết ta là Chúa, đấng làm các ngươi nên thánh. Phải giữ ngày Sa-bát vì là ngày thánh cho các ngươi. Ai vi phạm ngày ấy sẽ bị xử tử. Ai làm bất cứ công việc gì trong ngày ấy phải bị trút khỏi cộng đồng Israel. Các ngươi làm việc trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ và thánh cho Chúa. Ai làm bất cứ công việc gì trong ngày Sa-bát phải bị xử tử. Người Israel phải giữ ngày Sa-bát từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đây là một dấu hiệu vĩnh viễn giữa ta và dân Israel, vì Chúa dựng nên trời đất trong 6 ngày, và qua ngày thứ bảy, ngày ngưng công việc và nghỉ ngơi. Sau khi phán dạy Môi-se những điều này trên núi Sinai, Chúa ban cho Môi-se hai bảng giao ước là hai bảng đá do tay của Đức Chúa Trời viết lên trên.